Xin chào tất cả mọi người, tôi là Thành HR đến từ HR VN Academy, khóa học tuyển dụng dành cho nghề mới. Hôm nay mình cùng nhau đi vào bài số 6, cách tìm hiểu công việc cần tuyển. Mình cùng nhau ôn lại bài học số 5 với nội dung tại sao phải tuyển đúng người. Việc tuyển đúng người sẽ giúp mất ít thời gian đào tạo và giám sát. 2. Tiếp nhận công việc nhanh hơn. 3. Nhân viên có năng lực sẽ làm việc hiệu quả hơn. 4. Giúp giảm chi phí doanh nghiệp. Qua bài số 5 thì mình đã hiểu hơn về bản chất của vấn đề, tức là làm nghề tuyển dụng là làm gì rồi, đúng không các bạn? Và bây giờ cùng nhau bắt đầu bài học số 6 thôi nào. Nội dung chính của bài học số 6 đó là tìm hiểu công việc cần tuyển. Ở đây mình cùng sẽ điểm qua 4 mục tiêu phải đạt được của bài học này. Đầu tiên đó là bạn phải biết cách đọc và hiểu bản mô tả công việc. Thứ hai, bạn phải nắm được các nội dung của bản mô tả công việc. Thứ ba, từ đó bạn phải hiểu rõ về công việc mình cần tuyển là như thế nào. Và thứ tư là hãy tự thực hành với một bản mô tả công việc mẫu các bạn nhé. Bây giờ mình cùng nhau đi vào nội dung chính của bài học. Bài học số 6, chủ đề cách tìm hiểu công việc cần tuyển. Khi bạn tiếp nhận được một cái yêu cầu tuyển dụng một cái vị trí nào đó từ các phòng ban khác, thì đầu tiên là bạn cần phải biết công việc mình cần tuyển là gì, đúng không ạ? Để bạn tuyển được người phù hợp và chính xác nhất với thời gian tuyển dụng là nhanh nhất. Vậy thì để làm được điều đó thì các bạn cần phải thực hiện các bước sau đây để mình có thể tìm hiểu được vị trí công việc cần tuyển là gì. Một là bạn phải đọc bản mô tả công việc cho mình. Thường thì tất cả các vị trí trong công ty đều có một cái bản mô tả công việc. Bạn cần phải nắm kỹ. Tại sao? Tại vì là nó sẽ giúp cho bạn hiểu được và có thể đăng tin tuyển dụng, viết các content đăng lên mạng xã hội để tìm nguồn. Trình độ chuyên môn của vị trí này là gì, thời gian làm việc làm ở đâu, và đặc biệt là bạn có thể ghi chú lại những cái mục bạn chưa hiểu, ví dụ như là những từ chuyên môn, những thuật ngữ chuyên môn thì bạn có thể truy cứu được thêm internet. Chuyển sang bước số 2 là bạn sẽ phỏng vấn manager của vị trí cần tuyển dụng hoặc là quản lý trực tiếp team leader của người đó. Thì sau khi, vì sao? Vì khi bạn đọc bản mô tả công việc rồi thì có thể sẽ có những cái vấn đề, tại vì bản mô tả công việc là nội dung được liệt kê trên giấy và thường sẽ được xây dựng 1 năm hoặc là 3 năm, hoặc có công ty tới 5 năm vẫn chưa điều chỉnh, cho nên có thể nó sẽ có những cái thông tin bị lỗi thời chưa kịp điều chỉnh. Thì bạn cần có một cái cuộc trao đổi ngắn với người quản lý trực tiếp của vị trí này để khai thác thêm thông tin mà bạn chưa nắm rõ hoặc là những thay đổi nếu có so với bản mô tả công việc. Đặc biệt là bạn cần phải đào sâu vào việc những cái chuyên môn đặc thù, tức là vị trí chuyên môn đặc thù thì sẽ có những cái yêu cầu nó sẽ đặc biệt và khác hơn. Tiếp theo là mình sẽ hỏi họ về văn hóa làm việc của team, ví dụ như trong team sẽ có những người như thế nào, vào thì ứng viên, các anh chị ứng viên có thể làm việc được với những người như vậy hay không. Đặc biệt là các yêu cầu đặc biệt. Thường thì một số vị trí họ có những cái yêu cầu đặc biệt, ví dụ như là ngoại hình, hoặc là đơn giản là có thể đi làm tăng ca hay gì đó vân vân, thì bạn cần phải hỏi rõ. Đồng thời là bạn nên thống nhất với người quản lý của họ, quản lý của vị trí này về cái lộ trình phối hợp. Ví dụ như là lộ trình phỏng vấn vòng 2, bao lâu thì phản hồi kết quả để mình có thể có thêm thông tin khi trao đổi với ứng viên trong buổi phỏng vấn. Chuyển sang bước thứ 3, đó là bạn hãy quan sát vị trí này trong công ty. Tức là ngoài việc bước 2 bạn đã phỏng vấn quản lý trực tiếp của vị trí đó rồi, cần tuyển rồi, thì bây giờ là bạn nên dành một chút thời gian tham quan cái không gian làm việc của họ, cách vận hành team đang làm việc, và đặc biệt là vị trí đó sẽ tiếp xúc như thế nào, ở môi trường làm việc như thế nào, có những cái gì hấp dẫn hoặc là có những cái áp lực gì họ sẽ phải đối diện. Thì như vậy thì bạn sẽ hiểu sâu hơn, chính xác hơn, để khi bạn thực hiện phỏng vấn face-to-face, phỏng vấn trực tiếp với ứng viên, bạn có thể show ra hoặc là đánh giá được chính xác là bạn cần tìm gì ở ứng viên để lựa chọn được ứng viên phù hợp nhất như bài học trước mình vừa đề cập.
Và chuyển sang bước thứ tư, đó là bạn hãy phải lập một cái bảng câu hỏi phỏng vấn. Tại sao? Tại vì nếu mà một cái vị trí bạn đã tuyển lâu rồi, hoặc là tuyển nhiều lần với tần suất nhiều lần rồi, có thể là những cái câu hỏi, bảng câu hỏi dành cho buổi phỏng vấn, có thể bạn đã thuộc và nằm trong đầu rồi, nó lặp đi lặp lại và bạn quen rồi. Tuy nhiên đối với một số vị trí mới tuyển lần đầu tiên thì bạn nên chuẩn bị kỹ, ví dụ như là bài test nếu có yêu cầu, và các bảng câu hỏi dựa trên mô tả công việc, hoặc là quá trình phỏng vấn với quản lý trực tiếp, hoặc là quá trình bạn quan sát cái vị trí này sẽ làm việc trong công ty, đang có trong công ty, để bạn có thể là có cái bảng mô tả công việc này, khi phỏng vấn bạn sẽ khai thác đầy đủ và chính xác thông tin hơn. Bạn sẽ không bị lan man, hoặc là mình không hình dung và không nắm được cái công việc mình cần tuyển, dẫn đến việc bạn cứ hỏi vòng, nhưng thực ra cuối cùng thì bạn sẽ không ghi chép được gì nhiều, cũng như là không thu thập được những cái thông tin mình cần. Và chắc chắn nếu không hình dung ra được cái vị trí công việc cần tuyển, thì bạn sẽ không thể nào mà tuyển đúng người phù hợp, giống như bài học số 5 mình vừa đề cập. Ok, đó là những nội dung chính, mình cùng điểm lại một chút xíu các bạn nhé. Thứ nhất là khi mình tuyển dụng, tiếp nhận một cái vị trí yêu cầu cần phải tuyển dụng, thì việc đầu tiên đó là bạn phải hiểu được công việc mình cần tuyển, vị trí mình cần tuyển là như thế nào, làm công việc gì, bằng việc mình sẽ đi qua 4 bước. 4 bước này mình sẽ nhắc lại trong phần ôn tập. Tuy nhiên là việc đảm bảo 4 bước này là để bạn phải hiểu rõ vị trí công việc mình cần tuyển để có thể tuyển người chính xác nhất. Vâng, và 4 bước mình cần phải ôn tổng kết lại trong bài học số 6, cách tìm hiểu công việc, vị trí cần tuyển dụng, đó là bước 1, phải đọc bản mô tả công việc. Bước 2, hãy phỏng vấn manager của vị trí cần tuyển. Bước 3, quan sát vị trí đang có tại công ty. Bước 4, lập bảng câu hỏi cho buổi phỏng vấn. Và về phương pháp học, trong mỗi bài học mình đều có nhắc đến chủ đề, một vấn đề này, đó là bạn hãy truy cập vào website hrvnacademy.com, đọc kỹ ở chuyên mục hướng dẫn phương pháp học tập có hiệu quả cho mình nha. Tiếp theo hãy xem mình cần chuẩn bị gì cho bài học kế tiếp, bài học số 7 với chủ đề cách sàng lọc hồ sơ hiệu quả. Bước 1, hãy truy cập vào website hrvnacademy.com để đọc nội dung bài học. Bước 2, đón xem bài giảng tiếp theo trên kênh này. Và cuối cùng đừng quên like cũng như đăng ký kênh để nhận bài học tiếp theo các bạn nhé. Tôi là Thành HR đến từ HRVN Academy. Xin chào và hẹn gặp lại.